đang phải tạm dừng thi công nhiều hạng mục từ cuối năm ngoái vì các vấn đề liên quan đến hợp đồng, giải ngân. Dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 vừa được chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn. Cụ thể, chính phủ chấp thuận về nguyên tắc theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các bộ liên quan, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Đại diện chủ đầu tư cho biết, nếu được giải ngân, tháo gỡ khó khăn thì chúng tôi cần 6 tháng nữa để hoàn thành dự án tính từ lúc nhận được tiền giải ngân. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.